Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình Dương Dê. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một video vlog về công nghệ. Và ở mỗi một video vlog về công nghệ thì mình sẽ luôn luôn mang tới những cái giá trị gì đó cho các bạn. Và mình cũng nói luôn đấy là ở mỗi một cái chủ đề vlog công nghệ thì mình sẽ đưa ra cái quan điểm chủ quan của mình thôi nhá, về cái cách lựa chọn mua điện thoại cho bản thân mình. Đấy, thì nếu mà bạn nào mà xem video này các bạn cảm thấy là cái cách lựa chọn mua điện thoại của bản thân mình nó phù hợp với cả các bạn thì các bạn cũng có thể học tập theo, còn nếu không thì cũng có thể không. Đấy, chứ mình không khuyên ai hay là không dạy bảo ai cái gì cả. Đó, hôm nay thì cái chủ đề vlog điện thoại ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ liên quan về cái vấn đề đó là người đi làm thì sẽ nên mua điện thoại như thế nào. Đấy, trước kia thì mình đã có một cái series rất là dài nói về việc là học sinh sinh viên mua điện thoại nào. Đấy, tuy nhiên là học sinh sinh viên thì cũng phải đến lúc họ ra trường họ phải đi làm chứ. Và bây giờ có những người người ta đã đi làm được mấy năm rồi thì vậy thì đi làm chúng ta sẽ nên mua những cái điện thoại nào thì nó sẽ hợp lý nhất. Đấy, cá nhân mình thì thấy là như này này. Khi mà chúng ta còn là sinh viên, là học sinh ý, đôi khi chúng ta mua điện thoại là theo sở thích, theo cảm giác. Đấy, hoặc là có thể là chúng ta thần tượng một ai đó, ví dụ như thần tượng Sơn Tùng chẳng hạn, chúng ta chỉ thích mua điện thoại Oppo thôi. Đấy, thì đấy là cái cách lựa chọn điện thoại của chúng ta. Tuy nhiên, với cá nhân mình, nếu để lựa chọn điện thoại để phục vụ cho mục đích công việc thì chắc chắn là mình sẽ ưu tiên cái vấn đề thực dụng lên hàng đầu. Đấy, nghĩa là làm sao nó đáp ứng đủ cái công việc của mình thôi, không cần quá thừa. Đấy, thì mình sẽ cho các bạn một cái như thế này. Đấy, nghĩa là đầu tiên là chúng ta phải xem là chúng ta có bao nhiêu tiền cái đã. Đấy, quan trọng nhất là đi mua chúng ta phải xem có bao nhiêu tiền. Đấy, chúng ta sẽ có là ví dụ như 5 triệu chúng ta phải mua cái điện thoại nào trong tầm giá đó thôi, hoặc là 10 triệu chúng ta có thể mua được điện thoại trong tầm giá 10 triệu, hoặc là cao tiền hơn chúng ta có thể mua được những cái điện thoại nào mà nó max option cao nhất có thể để chúng ta có thể sử dụng cho công việc nó thoải mái, đúng không nào. Đấy, tuy nhiên là cái việc mua điện thoại có bao nhiêu tiền nó sẽ không quan trọng bằng việc là chúng ta có nên mua điện thoại trả góp hay không. Mình đã có một cái video nói rất kỹ về cái việc là chúng ta có nên mua điện thoại trả góp hay không rồi đấy. Thì mình có khuyên các bạn đi làm là như này. Đấy là giá của điện thoại thì càng ngày nó càng giảm xuống. Đấy, trong khi đó thì cái tiền mà chúng ta tích lũy theo hàng ngày, đặc biệt là chúng ta đã đi làm rồi, thì càng ngày nó sẽ càng tăng lên. Vậy nếu các bạn thiếu một cái số tiền ít thì chúng ta không nên mua trả góp. Hoặc nếu chúng ta thiếu một số tiền nó quá lớn, nếu chúng ta mua trả góp thì lãi nó rất cao và cái điện thoại bị đội giá lên rất là nhiều và nó không hợp lý. Chúng ta sẽ chỉ nên mua trả góp trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là cửa hàng hỗ trợ chúng ta lãi suất 0%. Đấy, đúng không nào? Tội gì cửa hàng hỗ trợ lãi suất 0% thì chúng ta mua trả góp, tội gì mà không mua, đúng không nào? Đấy, và trường hợp thứ hai đó là chúng ta đang rất cần điện thoại và chúng ta bắt buộc phải có nó để phục vụ cho công việc. Ví dụ như là cái điện thoại cũ của chúng ta hỏng. Đấy, thì kể cả lúc đó có thiếu bao nhiêu tiền, có phải vay lãi suất bao nhiêu chúng ta cũng vẫn phải mua, bởi vì rõ ràng nó phục vụ công việc của chúng ta để kiếm tiền ra cho chúng ta cơ mà, đúng không nào? Đấy, tiếp theo nữa nào, lại một cái câu hỏi đó là bây giờ chúng ta nên mua Android hay là chúng ta nên mua iOS, cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm tới. Cá nhân mình thì mình đang sử dụng cả hai hệ điều hành này, đó là cả Android lẫn iOS. Nếu chúng ta có điều kiện để mua một combo hai điện thoại Android, hai điện thoại một Android một iOS thì quá tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, một là Android, hai là iOS, thì chúng ta cần phải cân nhắc xem. Thứ nhất đó là mình thấy là như này, Android thì dễ dàng kết nối với cả máy tính hơn là iOS, dễ dàng liên kết với cả những cái điện thoại khác hơn là iOS. Đấy, và cái tính tùy biến của Android nó rất là cao. Tuy nhiên với iOS thì mình không nói là cái tính đồng bộ hóa đâu nhé, chưa cần phải cần thiết là các bạn phải dùng cả Apple Watch, dùng MacBook rồi dùng iPad để đồng bộ hóa với nhau, chưa cần nói đi điều đấy. Khi chúng ta sử dụng iOS chúng ta sẽ rất quan trọng vấn đề đó là iMessage và FaceTime. Đấy, các bạn tưởng tượng là mình dùng iPhone 7 này, mình nhắn tin cho đối tác rất nhiều, mình nhắn tin cho bạn bè rất nhiều, nhắn tin cho người nhà rất nhiều. Và rất nhiều bạn bè, đối tác, người nhà của mình sử dụng iPhone, và khi mình nhắn tin như thế gần như không mất bất kỳ một cái chi phí nào về mặt tin nhắn cả. Đấy, các bạn tưởng tượng là chúng ta có iMessage như thế mà tự động nó chuyển sang. Đấy, còn lại thì chúng ta cũng có những hình thức nhắn tin khác kiểu như là Zalo, Viber. Nhưng mà chẳng lẽ cứ lúc nào chúng ta cũng bảo là anh ơi em sử dụng Zalo không? Anh ơi anh sử dụng Viber không? Đúng nào? Đây chúng ta chỉ cần biết số điện thoại chúng ta nhắn đến, chỉ cần người bên kia sử dụng iPhone thôi là mặc định nó chuyển sang iMessage. Đấy là chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền. Trong cái thôi nhá, nếu mà chúng ta một tháng chúng ta nhắn hàng nghìn tin ý, hoặc là chúng ta chat một đoạn dài với cả đối tác ý, đấy sẽ là điều quan trọng đấy. Chứ đôi khi là đối tác chưa chắc đã cho bạn mượn Facebook, cho bạn link Facebook để các bạn nhắn tin đâu, bởi vì Facebook nó là cái gì đó rất là cá nhân, đúng không nào. Đấy thì iMessage với nó sẽ giải quyết vấn đề này, kể cả FaceTime cũng thế. Đấy, đôi khi là bạn muốn gọi điện video call thật là lâu thì mình đánh giá luôn là FaceTime là có cái chất lượng video call thuộc loại rất tốt bây giờ. Đấy,
thì bạn sẽ xem là bạn cần dễ kết nối hơn. Đấy, công việc của bạn cần copy file cái thứ nhiều hay là các bạn cần iMessage với cả FaceTime nhiều hơn. Đấy. Rồi, chúng ta có cần quan tâm tới thiết kế hay không? Thì bây giờ mình sẽ không nói đến việc là thiết kế đẹp hay là thiết kế xấu nhé, mà sẽ có hai cái loại thiết kế như này. Đấy là nếu mà bạn là dân công trường, bạn hay phải đi ra những cái nơi bụi bặm, công việc của bạn là một công việc nặng nhọc hay phải tiếp xúc với ở bên ngoài chẳng hạn. Đấy, thì bạn nên mua những cái sản phẩm nào mà nó có một cái thiết kế hầm hố cơ bắp chịu được va đập rất tốt. Đấy, kiểu như là Samsung Galaxy S8 Active đang được bán tại Clickbuy chẳng hạn. Mình nhớ không lầm giá sản phẩm đó chỉ hơn 5 triệu thôi. Chúng ta cần phải để ý đến điều đó này. Đấy, hoặc là nếu mà bạn là dân văn phòng thôi, bạn cần một cái sản phẩm mà nó có thiết kế gọi như là thời thượng đi và gọi như là xu hướng đi, bạn có thể mua iPhone 10S Max để cho nó oai. Đấy, thì nghĩa là thiết kế đấy. Thì cái này là một cái phạm trù nó rất là cá nhân, nó phụ thuộc vào cái việc sở thích của các bạn. Và đây chính là cái yếu tố sở thích mà mình nghĩ là duy nhất mà mình đưa vào tư vấn cho các bạn thôi. Còn lại thì tất cả những thứ khác nó sẽ đều rất thực dụng. Tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ để ý đến màn hình ở cái điểm như nào. Đấy là với những bạn nào mà hay làm đồ họa và cần chỉnh sửa ảnh ngay trên điện thoại, các bạn cần một cái việc chỉnh sửa ảnh mà nó không bị sai lệch quá màu, sai lệch quá nhiều màu sắc, thì các bạn nên lựa chọn màn hình IPS thay vì màn hình AMOLED. Đấy, còn nếu không thì bạn có thể lựa chọn những sở màn hình AMOLED được. Đấy, đấy là cái vấn đề thực dụng đấy nhá. Đấy, tiếp theo nữa nào, bạn sẽ lựa chọn một cái sở nào mà hiệu năng tốt hay không thì nó sẽ phụ thuộc vấn đề như này. Đấy là chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ mua điện thoại này, chúng ta sử dụng trong bao nhiêu năm. Ví dụ chẳng hạn, mình nghĩ là ở bây giờ đối với bản thân mình này, cái con Redmi K20 đang được bán tại Clickbuy với mức giá là khoảng hơn 7 triệu. Đấy, con K20 Pro thì nó rơi khoảng 8 triệu rưỡi, hai con này lệch nhau 1 triệu rưỡi. Trong khi thì cái khác biệt lớn nhất là vấn đề hiệu năng đúng không? Nhưng mà rõ ràng là với nhu cầu của mình là người rất thực dụng, mình không cần phải đến hiệu năng của chip 855 làm cái gì. Chip 730 đã là rất thoải mái cho mình rồi. Kể cả mình nói thật luôn, 2 năm nữa mình sử dụng chip 730 với nhu cầu bình thường của mình nhá, thì mình vẫn có thể sử dụng ngon. Đấy, nên là mình mua con kia để tiết kiệm tiền, tội gì phải thêm tiền nữa để mua lên con K20 Pro, đúng nào? Đấy, đấy là yếu tố thực dụng nhất. Tuy nhiên, nếu công việc của bạn là một cái công việc nặng, liên quan nhiều đến việc có thể là chỉnh sửa hẳn video trên điện thoại này, cần phải render hẳn video thật nhiều trên điện thoại, cần một cấu hình cao, và đặc biệt nữa, bạn là người muốn livestream game hoặc là người làm về game ở trên điện thoại, thì nên lựa chọn những cái điện thoại nào mà có cái cấu hình cao nhất có thể. Nhưng nếu mà chúng ta là một người thực dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn điện thoại như này. Ví dụ với cùng một tầm tiền của iPhone 10 với cả iPhone 10R đi, mình sẽ lựa chọn iPhone 10R để cho nó thực dụng hơn. Đấy, bởi vì rõ ràng là iPhone 10R hiệu năng tốt hơn, pin trâu hơn. Đấy, camera thì nó thua thiệt so với iPhone 10, nhưng mà 100 bức ảnh mình chụp chưa chắc đã có đến 2 bức ảnh mình sử dụng camera tele, đúng nào? Đấy, vậy đây là chúng ta cứ thực dụng nhất và chúng ta mua thôi. Đấy. Còn có thể là quay trở lại về yếu tố về mặt thích, về mặt vẻ đẹp, đấy, yếu tố về mặt lý trí đấy, về mặt con tim đấy, đấy thì chúng ta lại lựa chọn về mặt thiết kế thôi, thì đấy là về sở thích rồi nhá. Thế còn về camera thì sao? Camera đúng như mình đã nói, nếu bây giờ mình chỉ cần một cái camera để ví dụ như chụp ảnh bài giảng của thầy chẳng hạn này, rồi là để chụp ảnh một cái bức vẽ ở bên ngoài chẳng hạn, công việc mình chỉ thế thôi, cần một camera thôi, thì mình chẳng cần đến hai camera làm gì, nó phí tiền ra. Hoặc là ví dụ như là cái Galaxy S10e nó bị cắt giảm đến một camera đấy, thì mình cũng chẳng cần, mình chỉ cần thế là đủ rồi. Đấy, nhưng khi các bạn là một người mà cần một cái camera đa dụng, ví dụ như bạn làm về bất động sản chẳng hạn, bạn cần một cái sở mà có camera góc rộng để chụp ảnh nội thất này, đấy, bạn cần một cái camera phải tele lên để zoom vào những cái vật mà bạn cần phải nhìn rõ ấy. Ví dụ như là bạn chụp về đồng hồ chẳng hạn. Đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ phải cần một cái thiết bị camera đa dụng nhất. Đấy, rồi là sao? Rồi là bạn sẽ cần viên pin tốt hay là cần sạc nhanh? Cá nhân mình thì sẽ luôn luôn cần sạc nhanh hơn. Đấy, nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải có pin tốt. Ví dụ như là bạn là một người chạy taxi công nghệ chẳng hạn này, hay là bạn là xe ôm công nghệ, đấy, bạn đi Grab chẳng hạn. Đấy, bạn cần một thiết bị phải pin phải trâu chứ, đúng nào? Pin phải trâu thì để cho chúng ta có thể đi Grab các thứ nó tốt hơn. Đấy cũng là công việc mà, đúng nào? Đấy. Và tiếp theo nữa nào, về mặt sinh chắc học thì sao? Đấy, chúng ta sẽ cần bảo mật vân tay hay là bảo mật bằng khuôn mặt? Thì cá nhân mình là thấy là cái bảo mật bằng vân tay nó rất là tiện, bởi vì bảo mật khuôn mặt nó có một vấn đề, đấy là nếu mà chúng ta đeo khẩu trang vào
thì nó sẽ không nhận diện được khuôn mặt. Đấy. Còn lại thì ngày trước Samsung có cái nhận diện mống mắt qua cái Galaxy Note 9 rất là hay, nhưng mà hơi đáng tiếc là Samsung họ đã bỏ đi cái điều này ở trên Galaxy S10 rồi. Không biết là đến Note 10 thì họ có thêm vào hay không. Và vấn đề nữa là vấn đề về SIM, cũng là một vấn đề rất quan trọng cho các bạn đi làm. Đôi khi chúng ta chỉ cần một cái SIM, giống như là việc chúng ta sử dụng một cái điện thoại iPhone là được rồi. Đấy, nói đó, thực ra là nói hai SIM thì iPhone cũng có, nhưng mà hai SIM của iPhone nó không được thông minh lắm, nên là mình không nói vào đây. Cứ coi như là iPhone là chỉ có một SIM đi nhá. Đấy, với cả hầu hết là iPhone bán ở Việt Nam đều là một SIM hết thôi. Ít iPhone hai SIM lắm. Đấy, và cứ cho như là vấn đề là chúng ta có cần hai SIM hay không thì mình thấy là như này. Hai SIM sẽ là một vấn đề tương đối quan trọng nếu mà chúng ta không muốn sử dụng cầm cành hai chiếc điện thoại. Đấy. Tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì là không nói đến việc là chúng ta sử dụng một SIM nghe gọi và một SIM 3G 4G đâu nhá. Mà khi chúng ta đi làm ấy, thì mình khuyên các bạn là nên để một SIM để nghe gọi với người nhà và bạn bè, và một SIM còn lại là để nghe gọi trong công việc. Mình biết rất nhiều bạn là xe ô tô. Đấy, bạn ấy bán hàng ô tô, bạn ấy để một cái điện thoại khác ở trên trên mạng. Đấy, thì khi gọi vào alo mua ô tô à thì bạn ấy sẽ không bị làm phiền. Đấy, chứ nếu bây giờ bạn chỉ có một SIM duy nhất thôi, bạn sử dụng cái SIM đó vừa trong công việc vừa trong gia đình, thì ví dụ như sau này bạn không làm cái nghề xe ô tô đó nữa, nhưng mà vẫn có rất nhiều những thông tin về việc bạn bán ô tô ở trên mạng, người ta cứ gọi vào như thế rất là làm phiền, đúng không nào? Và khi chúng ta mà thay đổi số ấy, mà chúng ta nhắn tin cho bạn bè, nhắn tin cho gia đình ấy, chứ chắc người ta đã lưu luôn vào. Và như thế thì sau này chúng ta sẽ bỏ lỡ rất là nhiều những cái thông tin quan trọng của người nhà và bạn bè. Đấy, chính vì thế nên là hai SIM, đặc biệt là hai SIM mà chỉ để nghe gọi thôi nhá, một cái để làm việc, một cái để với gia đình bạn bè, là cái điều mà mình nghĩ là cũng sẽ rất quan trọng và cũng khá là thực dụng đối với cả những cái bạn đi làm đó. Đó là tất cả những cái điều mà mình nghĩ tới để tư vấn cho các bạn. Còn với cá nhân mình thì mình thấy là như này này, mình đang sử dụng một cái iPhone 7 với nhu cầu công việc của mình là có một cái điện thoại nhỏ gọn để dễ đút túi quần. Đấy, có một cái điện thoại có thể thu âm tốt, bởi vì rõ ràng là mình làm video mình cần thu âm nhiều mà. Mình sẽ sử dụng cái iPhone 7 này trong mỗi vài cái việc đấy thôi. Đấy, và hiệu năng của nó bây giờ vẫn đang rất tốt và mình cũng chẳng cần phải thay thế thì làm gì, đặc biệt là với mấy cái chức năng còn mà mình đang sử dụng bây giờ. Đấy, và mình cũng nói luôn đấy là mình mua cái iPhone 7 này là mình mua iPhone 7 cũ. Và khi mình mua iPhone 7 cũ là mình nghĩ rằng là tại sao mình không mua hàng lắp để cho tiết kiệm nhất, bởi vì rõ ràng là mua iPhone 7 cũ là để hướng tới cái sự tiết kiệm cơ mà. Đấy là mình mua cái iPhone 7 lắp này để tiết kiệm tiền nhất có thể. Đấy là yếu tố thực dụng đấy nhá. Còn lại thì mình bây giờ đang dùng thêm một cái Galaxy S10 Plus nữa, bởi vì đơn giản là nó có cái camera góc rộng, mình chụp ảnh về nội thất, chụp ảnh về xe cộ rất là nhiều. Đấy nên mình sử dụng cái camera góc rộng đó. Đấy, thêm nữa là những yếu tố khác mà chúng ta cần phải đi đến nữa, ví dụ như là kháng nước này, bạn nào mà hay phải tiếp xúc về công việc liên quan đến nước nhiều. Đấy, ví dụ bạn là nhân viên cứu hộ ở hồ bơi chẳng hạn này. Đấy, đôi khi là chúng ta để điện thoại trong túi nhưng mà có nạn nhân nào đang bị chuẩn bị đuối nước thì chúng ta phải nhảy ngay xuống, chứ chẳng lẽ lại phải rút điện thoại ra túi bỏ xuống nhảy xuống thì cũng là nạn nhân đã xong rồi à, đúng nào? Đấy, vấn đề kháng nước cũng là vấn đề quan trọng nữa, nghĩa là làm sao chúng ta sẽ cần một cái điện thoại nào mà nó đủ nhất và cần thiết nhất cho cái công việc của chúng ta, thế là được rồi, và giá phải là hợp lý nhất đó. Ví dụ thêm một cái nữa cuối cùng, đó là iPhone 8 Plus với cả iPhone 10 lệch nhau rất nhiều tiền, nên mua iPhone 8 Plus cho tiết kiệm, bởi vì sử dụng không khác gì iPhone 10 mấy đâu, khác mỗi cái sang chảnh thôi. Đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.